cô cùng tập thể các bạn học sinh lớp 12A10 thân mến. Em tên là Tử Nguyễn Hải. Sau đây em xin đại diện cho nhóm 4 trình bày về điểm công nghiệp. Điểm công nghiệp là một lãnh thổ ở trên đó có một điểm dân cư, là một hoặc hai xí nghiệp được phân bố ở những nơi gần nguồn nguyên nhiên liệu với chức năng là sơ chế nguyên liệu hoặc ở những vùng nguyên liệu nông sản. Trên toàn tỉnh Lâm Đồng ta có rất nhiều điểm công nghiệp. Sau đây chúng em xin sơ lược và nói về quá trình làm trà của nhà máy Hoa Sen. Hẹn 967, để lại người vợ và những đứa con thơ, ông Lê Văn Mãi rời miền đất kinh kỳ Huế lên xứ sở Lao, ôn hòa. Những ngày đầu bôn ba trên vùng đất mới, ông quyết định nương nhờ nơi cửa Phật để qua đi những ngày tháng khó khăn và đón chờ cơ hội nghề nghiệp mới. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, giữa trốn tâm linh, duyên trà đã đến với ông, mang theo bao điều mới mẻ. Ngày ngày, ông lặng lẽ đi theo vị sư thầy, lên đồi hái những lá trà ngon nhất, về sấy khô bằng phương pháp thủ công, phần để dành cho chùa tiếp khách quý, phần đem biếu bà con Phật tử quanh vùng. Khi vị sư thầy mất đi, ông đã lĩnh hội hết những nét tinh hoa quý nhất của nghề làng trà, và danh trà Hoa Sen cũng bắt đầu từ ngày đó. Với diện tích vườn chè Hoa Sen đó là 14 hecta, nhân viên đó là 40 người, sản phẩm đó là trà và nhiều loại khác, nguyên liệu đó là chè và các loại hương tổng hợp. Địa điểm có hai cơ sở một đó là 1007 Trần Phú, cơ sở 2 thôn 3 xã Lộc An. Năng suất của một công nhân trung bình đóng gói đó là 70 đến 80 gói mỗi ngày. Một ngày xấp xỉ đến 4 tấn chè, đầu vô là 6 tỷ 2, đầu ra là 14 tỷ 750 triệu, lãi đó là 8 tỷ 850 triệu. Họ còn bán các loại trà khô được giấy cho các doanh nghiệp khác ở Bảo Lộc. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn cùng xem đến quy trình sản xuất của nhà máy Hoa Sen. Tôi đặt ở các điểm trung gian để thu mua trà của người nông dân. Là cái công đoạn đầu tiên trong cái quy trình sản xuất trà của công ty Hoa Sen chúng tôi. Công đoạn tiếp theo là mình đưa trà vô để xào. Cái thứ nhất xào để cho nó thoát bớt thủy phần ở trong trà. Cái thứ hai là để mà xào trà đạt được chất lượng thì mình phải thử có mùi thơm. Mùi thơm trong cái khâu xào trà. Thì sau khi xào trà xong để cho chín trà rồi thì mình đưa qua công đoạn vò để tạo hình. Tại thì năng suất nhà máy trà sơ chế của mình khoảng 4 tấn trong một ngày. Và ngoài ra thì mình cũng có cung cấp cho một vài doanh nghiệp sử dụng. Người ta thường ví
Việc ướp trà sen phải như con đường của những bậc chân tu vậy, tức trà phải đủ duyên và hương sen phải đủ đức. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.